Con xin kính chào cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Con tên là Bình, ở thành phố xã Anh Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay em cháu có về một số cây như là Nguyệt Lế, Nguyệt Quế, Lá Sắn, Bông Trùm, Mặn Đỏ, An Phước, với lại một cây dâu nha cô chú anh chị, chứ Chiến Hỷ nha, một cây Chiến Hỷ. Rồi em số điện thoại em cháu là 0766962359, cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay em cháu về một lô Nguyệt Quế nha. Nguyệt Quế bự có nhỏ có cho cô anh chị, em lên bàn em đo không số nha cô chú anh chị. Cây nào bự quá thì em để dưới đất nha. Rồi em cháu đo chiều cao. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 128. Hoành thân chí này là được 47. Để em cháu đo chuẩn nha cô chú anh chị. Củ đế là được 111. Cây mã số 1. Cây mã số 1 em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2.400.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. 2.400.000 rồi. Đây là cây mã số 2 của em, cũng là cây Nguyệt Quế Lá Sắn Bông Trùm. Cao được cao thì được 39 gì? Lộn phước rồi. Cao thì được 115. Được rồi, khỏi đi. Cần này của nó là được 80 cô chú anh chị. Nó có cái ạt, cái giọng giống như là con hú này cô chú anh chị. Lắc lên nhìn này nha. Hoành thăng. Hoành thăng em cháu rồi, chỉ là được 45. Dạ. Xích xuống chút thôi, mình nói cháu rồi hảo hết chủ đế. Hảo của đế là được 137. Cây mã số 2. Nguyệt Quế Lá Sắn Bông Trùm em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2.200.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Cây này có dáng đẹp nha cô chú anh chị. À, bên đây nhìn cái mặt này đẹp nha. Mặt này mặt tiền nha cô chú anh chị. Rồi rồi. Dạ, đây là cây mã số 3 của em cháu, cũng là Nguyệt Quế Lá Sắn Bông Trùm nha cô chú anh chị. Cây này là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, có giọng lắc đẹp lắm nha. Cây mạnh khỏe không hư hao gì hết nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 100 chẳng. Hoành thân em cháu rồi, chỉ này là 66. 66 hoành. Cũ nó là gãy nó được chắc được 1m6 hay cô chú anh chị. Hậu nha. Cây là cây mã số 3 của em cháu. Cây mã số 3 em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 3.200.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. 3.200.000. Rồi. Xuống cây. Đó, đây là cây mã số 4 của em, cũng là Nguyệt Quế Lá Sắn Bông Trùm nghe cô chú anh chị. Cây lên trượt mạnh lắm nghe cô chú anh chị. Đó. Cây lên đẹp luôn nghe cô chú anh chị, nhìn sắc sảo luôn nha.
Em cứ để tùm lum vậy đó, cô chú anh chị có mua thì em đóng khung, giờ tới ngoài cô chú anh chị tiễn ti ra bớt. Coi tiễn ra, tiễn ra, tiễn ra, bẻ nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 112. Rồi sẵn đây em báo cô chú anh chị luôn là cái nhánh này là nó đã sành đá rồi nha. Hồi xưa chủ nhà nó chặt cái cây á, chặt cây dừa gì không biết nữa, mà nghe ông kể rồi nó dướng vô cái nhánh này nó tuột xuống, rớt xuống mà sành chân rồi, cứ ngắt chân rồi. Cây này chơi cổ luôn nha cô chú anh chị. Lũa mà cũng lũa khéo nha. Rớt xuống cái nhánh của nó đâu bên đây nè, nó tuột xuống luôn này vậy đó, rồi nó đâu có sành, đâu có hư hao gì nữa đâu. Rất là mạnh cây. Để thì quấm 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 cục 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 nè. Cây là cây mã số 4, để đầu hoành thân cái. Hoành thân này là được 66 luôn. Rồi chú ơi, chú Phin này được 66 nha. Cụ đế được mét 6 nghe cô chú anh chị, hoành thân 66, cụ đế được mét 6. Để em quay cận cảnh đế cho chú, cô chú anh chị coi. Lỗ chỗ này mà cũng khéo nữa nè, thấy không? Đó. Cây mã số 4 này em cháu xin vô lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 3,6 triệu nha. Số hội em cháu là 0766962359, cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cây đẹp cây lắm nha. Được rồi. Dạ rồi, cây mã số 4 của em, cây này là cây nguyệt nguyệt quế da trơn nha cô chú anh chị, da bóng nha. Rồi cây số 5 nha cô chú anh chị. Cây này là cây nguyệt quế da da bóng nha. Da trơn á là nó còn đẹp hơn cây da xoắn không? Nè, da trơn á. Từ đỉnh đó bầu là 92. Cần bay ra được 76. Nguyên cái ạt khủng lắm nha cô chú anh chị à. Cây này nặng nha, ba người nhắc lên mới nổi nha cô chú anh chị. Hoàn thăng em cháu rồi, trên đây là 62 là đâu Mỹ trên nha chú anh chị. Xích xuống chút nữa rồi. Chút nữa là nó 69. Đường kính bầu là 70 lọt lòng của chú anh chị ơi. Cây này còn 2 hát đế được kêu chú anh chị nè, vọng vọng nhóc trên đây nè. Mà thôi giờ em để cho nó mạnh cây vậy cô chú anh chị nuôi lại chăm cây lại chơi giùm em nha. Cây này cây mã số 5. Có giá là 4.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi rồi. Dạ. Cây này là cây mã số 6 của em cháu. Cây này là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha, hăng xoắn nha. Nguyệt quế hăng xoắn bông chùm. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 74. Em với này em về được lô nguyệt quế nha cô chú anh chị. Rồi thằng em cháu rồi chỉ là 58. Cây này đế chạy đẹp nha cô chú anh chị. Cây này đóng bo đây nha cô chú anh chị. Hiện tại là nó chưa lên bo chỗ này mà nó không có tuột nha. Còn tươi xanh nha cô chú anh chị. Đang kéo chỉ nè. Đóng bo chỗ này anh bẻ ra đây. Tại cây này dưới đây em chừa cái lá hở cho nó đó. Cây này cắt bỏ cũng được nha cô chú anh chị. Dưới gốc ở đâu để làm cái gì. Cây này là cây mã số 6 của em cháu.
Cây mã số 6 này em cháu sẽ cho lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2,4 triệu nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ. Dạ đây là cây mã số 7 của em cháu, cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây bên em là bao mạnh. Em để cô chú anh chị hay thử cái lên cỡ này nè. Rồi cô chú anh chị cái vô chậu nè, háo này bao háo bằng keo cho em rồi vô chậu. Chi mấy miếng xì dừa vòng cho chủ ấm ấm rồi. Tưới nước sương sương là mệt trời nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh đợt bầu là 95. Hoành thân là 42. Hạo 84 là hạo chú anh chị đó, hạo là không có chính xác nha. Và hoành thân này là chính xác nha. Cây này cây mã số 7, em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,8 triệu. 1,8 triệu là có cây mai, lộn là có cây nguyệt quế bông bông hôm về nhà mình trồng trước cửa, gió phất phất vô gắt hôm cho chú anh chị. Rồi xuống cây. Dạ đây là cây mã số 8 của em nữa cô chú anh chị, về chậu về chậu cô chú anh chị cứ trồng vậy cho em đi. Ông chị là mình chơi vô cái thế kiển nha cô chú anh chị. Trên sách đó, trên sách nó có. Đó. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 81. À, cây dính liền không tách không không có không phải là không dính liền cô chú chị, cây là rất là dính liền không tách cho được nha. Phong tranh nha cô chú anh chị, cây là cây mã số 8. Cây mã số 8 này em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2,2 triệu nha. Chưa để con ghi cho quay dài ổng cho cô chú anh chị coi cái nó. Cây này đẹp cây lắm nha cô chú anh chị. Rồi rồi xuống cây nha. Chưa dạ cây là cây mã số 9 của em cháu. Chiều cao đỉnh mặt bầu 82. Hoành thân 29. Củ đế 82. Cây mã số 9 em cháu đi lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,2 triệu nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Em cháu là có định giá trước nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Tới 9 em cháu xin lưu là 1,2 triệu. Dạ đây là cây mã số 10 của em. Em cháu có một cặp tàn dùi luôn nha cô chú anh chị. Còn cây sau lưng nữa. Cặp tàn dù là có một cốt lên cho chú chị mà chia ra nhiều thân lên nha. Như đây là một cốt nha, không phải là nhiều cây nhập lại nha. Chiều cao em cháu hậu chắc được 1m9 quá cô chú anh chị ơi. Tán ngang thì mà 1m4 đi. Dàn xương này dày đặc nhau chú anh chị. Cây đó hổm mới rụng lá giờ nó lên lá mới nha chú anh chị nè. Lá xanh chạnh chân nè thấy không.
Tổng cái bệ của nó được 56. Cây này một cốt nó đi lên nó chia nhiều khăn thôi chú anh chị. Mà quánh được cái tàn dù nha. Vậy nhà chú nào quán cà phê để tàn dù cặp trước cái quán cà phê bông thơm phất phất vô ok lắm nha chú anh chị. Rồi. Rồi em lên cây sau rồi em lên em kêu luôn nha chú anh chị. Dạ kêu cặp. Cái là cây mã số 10 là một cặp với cây số 9 nha chú anh chị. Chiều cao thì cũng là 1m9 luôn, trái ngang cũng 1m4 luôn nha chú anh chị. Hai cây này đi à, đồng hành đồng hữu lắm nha cô chú anh chị. Thì một cặp số 9 số 10 này thì để em cháu đo cái bộ tổng bộ đế của nó coi. Tổng cái bệ của nó coi. Tổng cái bệ nó là 72. Khó khăn từ đây lên tới tàn này được 124. Cây nào cũng giống hệt vậy nha cô chú anh chị. Cây mã số 10 này với cây số 9 một cặp tới em cháu sẽ lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 4,5 triệu thôi nha. Là em cháu bao ship nha cô chú anh chị. Dạ giá yêu thương nha cô chú anh chị. Thì thôi 200 km thôi cô chú anh chị ra tới ngoài Hà Nội ngoài là em cháu ship rồi đổ luôn hết tiền luôn á cô chú anh chị ơi. Một cặp là 4,5 triệu nghe cô chú anh chị. Em vô vườn em mua cặp này là 3 triệu em bứng về cái nữa đó nghe cô chú anh chị. Giờ ship cái nữa công cán tùm lum hết rồi bán rồi bán giá vốn lên nghe cô chú anh chị. Về cô chú anh chị chơi nha. Dạ đây là cây mã số 11 của em, cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây này là to quá với lại mà nặng quá em cáo lên bàn quay không nổi, nhờ chú quay phim đi vòng vòng cho cô chú anh chị tham khảo giùm em nha. Có chỗ nào không thấy thì alo cho em chụp hình lại. Chiều cao tờ đỉnh mặt bầu là 141. Hai hăng mà khéo lắm nghe cô chú anh chị, trên đây nó ra đây nè nha. Nữa bẻ được nha em cháu lên lùm thùm nữa cô chú anh chị về cắt tỉa lại cho nó mạnh cây. Cây này cây một cốt nữa chú anh chị, một cốt lên được bao nhiêu thôi em đo nha. Hoành thân là 75. Hoành thân là 75 đi. Là em đo xích lên trên đó nha cô chú anh chị. Đây là tính từ một cốt chỗ này nè ha. Từ một cốt là chỗ này xuống tới mặt bầu là 25. Hót khăn được 25 nha cô chú anh chị. Đế chảy đều đẹp nha. Rồi trên đây cô chú anh chị coi nè, nó chia ra trên đây này đẹp này nha. Dạ, cô chú anh chị chia là nửa về mình tẻ lại. Bật chủ luôn. Cái dốt nhọn lên cho chú anh chị. Cây mã số 1 này em cháu khi lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 8 triệu nha. Giá 8 triệu là em cháu bao sống bao ship luôn chú anh chị. Cây này cũng vậy. Em ship chung với hai cây nghiệt quế tàn đó là 200 km nha cô chú anh chị. Đã, cái cây kế tiếp cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn. Cây này là cây một cốt. Một cốt lên cao lắm nghe cô chú anh chị. Sắn nha. Dốt nhọn nha, cây này vip lắm nghe cô chú anh chị.
mét giữ. Cây này là 1m9 nha chú anh chị, 1m9 chiều cao nha. Ra bông luôn, đang cho bông luôn nha chú anh chị. Nói giờ mình chơi lại nha. Cây là cây mã số 12 của em cháu. Cây đế nổi nha chú anh chị, không có đế chèm nha. Cây này cây đế nổi nha, tại em cháu không làm lên nha. Cây đế nổi. Việc quế đế nổi là ok đó nha chú anh chị. Hoành thăng em cháu rồi, rồi cái chí này là chừng 80, em cháu 979 thôi nha cô chú anh chị. Dạ. Tức là tính khó khăn chỗ này phải không? Khó khăn chỗ này đó không anh? Nuôi phim. Là là chỗ này nè ha. Đó. Ừ. Này là một cốt lên luôn nha chú anh chị. Tại cây này nó khủng quá. Rồi cô chú anh chị cứ tham khảo đi, quay vòng vòng giùm em. Rồi, bên kia chưa? Dạ, cây mã số 12 này là em giáo xe lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 12 triệu nha. Cây khủng lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Quế mà ôm nghe không? Cây khủng lắm nha cô chú anh chị. Cây này là cũng là lúc cũng có một anh chốt giá với em rồi mà tại vì ba anh bệnh là anh không có thể nuôi được nha, để lại cho em nha. Cây này 12 triệu nha cô chú anh chị. Số hội em cháu là 0766962359 cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. 12 triệu là em cháu bao 200 km nha. Rồi xa hơn thì mình thương lượng. 12 triệu mình lấy cái quế này về mình chơi nó ra tiền nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ em là em hết nguyệt quế nha cô chú anh chị. Giờ là em lên mặn đỏ An Phước nha. Em có mấy cái mặn đỏ An Phước nha. Đây em lôi ra em lựa 7 cây vip ra quay cô chú anh chị giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Chiều cao đỉnh đợt bầu là 90. Hoành thăng là 65. Cây mặn đỏ An Phước mã số 13 em xin giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,4 triệu nha. 1,400,000 nha cô chú anh chị. Đã rồi rồi rồi. Bắt dế tới rồi. 1,400,000. Dạ rồi. Rồi. Dạ cây là cây mã số 14, cũng là mặn đỏ An Phước. Bữa nay em cháu lựa ra 7 cây vip nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 101. Là em cháu bao sống cho cô chú anh chị vĩnh viễn luôn. Cây mặn đỏ An Phước là đâu có chết đâu. Mạnh cây lắm. Hoành thăng là 72. Cây mặn đỏ An Phước mã số 15 này em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị 14 chứ. Mã số 14 nha cô chú anh chị, em xin lỗi nó lộn nha. Tại trời cũng chuyển mưa rồi. Mã số 14 em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,3 triệu nha. Mặn đỏ An Phước càng ngày càng sụt xuống nha. Nãy cây kêu 1,4 triệu, cây này kêu 1,3 triệu. Dạ rồi. Xích vô bảy, xích vô. Xích ra lại, xích ra lại. Chim. Rồi.
Cây bằng đỏ An Phước là cây mã số 15 nghe cô chú anh chị. Thì em cháu là bằng quay, tại bằng quay nó không đều quá cô chú anh chị, rồi nữa cô chú anh chị về cái chim vô chậu rồi cứ chơi vậy thôi. Canh mình được mà, mình canh được mà. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 101. Bằng quay thì ok, tại vì cái bầu nó nhục xịt sụp xịt đó. Hoành thăng là 71. Cây mã số 15 em cháu siêu, cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.400.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nè cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn Dượng ơi. Rồi cây là cây mã số 16 nè cô chú anh chị. Rồi tại vì trời hôm nay cũng chuyển mưa nè cô chú anh chị. Thông cảm cho em cháu hơi gấp nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 82. Thấy nhỏ nhỏ gì cái hoành thân cây nào cây đấy là trên 7 tắc nha cô chú anh chị, thấy không? 75 hoành. Cây mã số 16 em cháu silo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.300.000. 16 1.300.000. Dạ rồi, xuống cây Dượng ơi. Cây 17 rồi, chim vô dụng. Dạ. Cây là cây mã số 17 nghe cô chú anh chị. Chiều cao là 102. Dượng là dịnh cái Dượng. Chim quá chim rồi, tháo ra luôn đi. Rồi. Chiều cao là 102 cô chú anh chị. Nhiều khi dòng cái thế này đẹp hơn chim lên chi. Nó nghiêng nó ngã. Cây này hoành thăng là tới 85 luôn này cô chú anh chị. Cây là cây mã số mấy vậy? 16. Cây mã số 17 nghe cô chú anh chị. Cây mã số 17 là 1.400.000 nha. Ở trời cũng hơi dính mưa, em cháu hơi gấp, cũng xin lỗi cô chú anh chị nha. Cái nào thấy không rõ thì điện hỏi em cháu quay lại nha. Đây là mã số 18 của em cháu. Chắc mấy cọng dây đó không làm không cắt cho nó gọn. Rồi, ok. Thịt đẹp. Chiều cao ông cháu được là 74. Hoành thăng là 78. Cây mã số 17 này em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.300.000 nha. Mã số 18 nha cô chú anh chị, em xin lỗi, 18 nha. Dạ rồi, xuống cây. Từ từ thôi, đừng ngồi, đừng gấp, từ từ. Em còn cái mặn cưới cuối cùng nha cô chú anh chị. Lên luôn. Nè, lên nè, lên nè. Đây em còn cái mặn mã số 19 là cái mặn mã cuối cùng clip của em nha. Em còn cây dâu với cây chiến hỷ nữa, giấc mưa cái này. Để coi quay được em quay luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 108. Hoành thăng cái chí là 74. Cây mã số 19 này em cháu silo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là, cây 19 có giá là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Cây đẹp lắm nha. Rồi xuống Dương ơi. Dạ đây là cây dâu nha cô chú anh chị. Mã là mã 21 cây dâu. Em đang quay trời cũng bất chặt rồi đổ cơn mưa nha cô chú anh chị.
Má ờ má 20 chứ. Vượt nắng thắng mưa xây xưa quay cây luôn nghe cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 137 nha. Hoành thân ký là 65. Cây dâu mã số 20 là em xin giao lưu cùng cô chú anh chị có giá là 2 triệu 9 nha. 2 triệu 900 nghìn nghe cô chú anh chị. Số hội em giá là 0766962359 cũng là số Zalo luôn. Dạ rồi. Dạ, đây là cây mã số 21 của em cháu. Cây mai chiến hỷ. Dán trực dán trực nha chú anh chị. Trực quân tử nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 92. Quỳnh Hăng là 38. Cầm cũ là 90. Cây mã số 21. Cây mã số 21 em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1 triệu 2 nha. Dạ còn ghé nữa. Dạ đây là bụi gừng mã số 22 của em cháu nha cô chú anh chị. Cây này khủng lắm nha. À, em cháu không biết đường làm là có ông cha ông ba em á ông cũng có nghiên cứu và nó dính liền nhau hết trơn. Tính tháo cục này ra, tính tháo bên này ra nè cô chú anh chị. Tháo ra không được vậy nó dính liền nhau hết trơn. Bây giờ nó cũng không ảnh hưởng gì nha cô chú anh chị. Giờ vật này xuống vậy cô chú anh chị thiết kế giùm em nha. Em khi nào bán được thì em sẽ bỏ bầu nha. Nè dính liền nguyên khối nè. Như chiếc xuồng ba lá nghe cô chú anh chị. À. Cao đột cũ nó đỉnh mặt bầu này được 59. 7 tiếp còn 7. Ờ đây mét giữ mét giữ với mét hai là nó 2m7 nha cô chú anh chị. Bộ gừng này khủng lắm nha. Bộ gừng này là bộ gừng mã số 22 của em cháu nha cô chú anh chị, cũng là cây cuối clip của em cháu nha. Bộ gừng này quá trời bụi này khủng khiếp lắm bậy nè. Cây mã số 22 này của em cháu xin giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 8 triệu nha. Rồi cô chú anh chị về người nào cô chú anh chị có chốt về em bó bầu giật dây nha. Rồi về tới ngoài thì cô chú anh chị chơi theo cái phong cách của mình nha. Dạ rồi. Rồi số hội em cháu là 0766962359 cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Em cháu cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị.